Chào quý anh em nha. Hôm bữa Đạt có giới thiệu cái ổ khóa lim Thái á, thì giá tầm 4-500 á, thì có rất là nhiều anh em nói là cái xe của anh á, thì bây giờ ổ khóa nó hư, nhưng mà với cái tầm tiền 4-500 cái ổ khóa lim Thái nó cao quá, thì bỏ tiền ra thì mua thì không mua nổi. Thì bây giờ có cái ổ khóa nào mà nó rẻ hơn nhưng mà chất lượng nó vẫn gọi là ok được hay không? Thì hôm nay Đạt sẽ giới thiệu cho anh em cái ổ khóa cũng của Honda luôn, cũng mãi GL5 luôn, cũng rất là xịn luôn, nhưng mà giá của nó chỉ bằng rẻ hơn một nửa luôn so với cái ổ khóa rim Thái. Ổ khóa rim Thái bên shop mình đang bán là 450, thì cái ổ khóa này á, nó chỉ có 195.000 thôi, thì nó rẻ. Nhưng mà vậy thì nó có ngon đâu, đây là ổ khóa Super Rim cũng như là ổ khóa của Way Alpha à. Thì cái ổ khóa này á, không chỉ là ổ khóa Way Alpha mà nó là ổ khóa KFL luôn, với là ổ khóa Way của 204 nha anh em nha, ổ khóa Way 112-204 đó, thì nó rất là ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho anh em chi tiết về ổ khóa này, thì với cái giá 195.000 thì liệu nó có ngon hay không, và anh em bỏ tiền anh em mua về thì xài có ok hay không, thì bây giờ anh em sẽ cùng theo dõi clip nha. Đây là bộ ổ khóa rim Thái nè, đây ổ khóa rim Thái nha anh em nha. Thì đây mình sẽ ổ khóa Super Rim nha, đây mình sẽ mở ra cho anh em coi quen mồm nha. Ổ khóa này Đạt bán rất là chạy tại vì giá nó rất là rẻ, nhưng mà nhiều anh em có thể không biết ta, tại cái này Đạt bán rất là chạy nên cho anh em ít giới thiệu lại lắm. Đây ổ khóa Super Rim à, cái này thì nó ngon hơn cái rim Thái chỗ là cái này nó có phe cài luôn, còn rim Thái là ổ nó không có phe cài nha anh em nha. Đây chữ nghĩa của nó nè, nhìn thấy chất rồi ha, đẹp lắm nha anh em nha. Đây hai chìa của nó luôn, hai chìa là trùng mã với nhau. Ví dụ như đây là mã của cái chìa này sẽ là A7576 này anh em không? A576 này, đó, được chưa? Và cái chìa bên này cũng như vậy luôn nha. Đây, A576 luôn. Đó. Chìa trùng mã với nhau nha. Đấy, và ổ cũng trùng luôn. Ổ cũng có mã là 576 luôn này anh em. Đấy, anh em thấy chưa? Ổ sau không biết có mã không? Ổ sau có mã luôn nha. Đây mình sẽ gỡ này ra. Đây. Ổ sau có mã là 576 luôn, anh em thấy ổ xịn là nó có mã hết với nhau này, thấy chưa? Đó, phe là phe xi vàng đẹp nha. Đó. Nói chung ổ này thì chất lượng không phải bàn đâu anh em, nó cũng rất là ok. So với ổ Thái thì nhiều lúc anh em thích cái ổ Thái hơn, chứ còn như Đạt là nếu mà Đạt ít tiền là Đạt sẽ mua ổ này xài nha. Không có cần mua Thái làm gì đó. Đây. Mở này. Mở này. Đó, đóng này. Khóa cổ này. Mở này, mở này, tắt này, khóa cổ này, mở này, tắt này, khóa cổ này, tiếng rất ok nha. Đó. Đấy, anh em thấy không? Đây, mình sẽ cho anh em có nốt hàn này. Nốt hàn cực đẹp luôn nha anh em nha. Đây, nốt hàn cực đẹp luôn nha. Đó, chưa? Dây điện này, kể cả cái phe cài chỗ này nó cũng sử dụng phe cài đầu, phe cài C7 màu này, thấy không? Đẹp ghê không? Rất là chu đáo, rất là kỹ càng nha. Đây, có mã cho anh em này. Đó, cho nên là em cứ yên tâm, ổ xịn nha anh em nha. Cao su này kia nó rất là dày dặn, dây giác có mã đầy đủ cho anh em này, giác mạ đồng này. Đấy, dây giác có mã cho anh em nha. Đầy đủ hết, về là anh em chỉ có việc cắm vô là xài thôi. Còn cái này là không phải là dán lên nha, cái phần chữ ổ này nó là đúc nha anh em nha. Nó đúc chìm ở phía dưới nha, chứ không phải là cái nó là dạng dán lên hay là sơn lên nha, mà nó là chìm ở phía dưới luôn. Nó giống như rim Thái chìm ở phía dưới luôn nha. Rồi đó. Thì cái ổ này giá nó rất rẻ nha, nó có 195.000 thôi. Thì đây là ổ rim này, Super Rim này, anh em gắn cho rim Thái, Super Rim hay City cũng đều được nha, rim lùn cũng được. Còn là mình bây giờ mình đi mở cho anh em cái bộ của Way. Đây là cái bộ Way nha anh em. Này. Đây là bộ Way nha. Way đây. Đây, đóng rất là kỹ càng cho anh em, đóng 2-3 lớp luôn. Cái này là một lớp bọc ngoài, một lớp bọc chống sốc, và đây thêm một lớp bọc này nữa. Uầy, ổ khóa đóng kỹ nhỉ. Ở đây ổ khóa Way thì anh em thấy, nhìn thấy cái ổ khóa sau nó khác hoàn toàn rồi ha. Khóa sau Way nó khác hoàn toàn với rim này. Đây này, ổ khóa rim này, khóa sau rim với ổ khóa sau Way nó khác nhau này. Đó, thấy chưa, khác nhau bởi vì cái cơ chế móc yên của nó cũng khác nhau luôn. Nhẹ lắm anh em ơi, cái ổ khóa này khóa nhẹ lắm, đã lắm, nghe tiếng này đã không. Khóa cổ này, anh em xài mấy ổ khóa này không sợ nó bị vô nước hư nha anh em nha. Rồi, giác đồng hết cho anh em này. Mã mộc cho anh em đầy đủ hết này. Đây.
bộ nào cũng có máy hết nha. Đó, nói chung cái bộ này thì cũng tương tự như bộ kia. Đây, nó chỉ là khác là nó quay thôi, chỉ cũng chỉ trùng mã với nhau hết nha. Xịn lắm anh em không phải nghĩ đâu. Đấy, thì ổ khóa rim, ổ khóa quay đồng giá với nhau là 195.000. Anh em nào chúng ta cần thì anh em liên hệ với shop nha. Xin cảm ơn quý anh em rất là nhiều và hẹn anh em ở những video tiếp theo nha.